cầu. Vô con, ngồi xuống đây cái xe đi nhá, nó đụng con á. Xuống đây. Bum 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 bum. Chạy gì rồi chạy? Mấy con rác cũng chạy, nó chạy lên trời rồi nhưng mà nó chỉ đứng lên lại rồi chẳng không có nó đâu. Đây mình đang đi trên về trung tâm không ta? Chạy thẳng ra biển, ra biển hả? Cái rừng này rừng bảo vệ của thế giới anh chứ mấy cái nha. Gì gọi là gì ta? Lá phổi gì ha? Hay là trung tâm sinh quyển ha? Khu sinh quyển của thế giới. À. Chứ không phải đơn giản đâu. Khu du lịch Vàm Sáng. Chắc vô đâu đây là khỉ trong này nè. Đó, khu du lịch Vàm Sáng, Vàm Sáng sinh thái lâu quá chút nữa nhưng mà nó ghi có ghi tên đó, mình cứ coi. Mình đang vô đảo khỉ, đường vô đảo khỉ nè. Cái hôm nay chắc đông anh rồi, hôm nay cũng 7 á. Là đông đi, anh cứ đi em. Đông là thấy đông rồi, mà ủa sao kêu đi chùa không ra kia trước rồi chiều chút chị vô đây chơi, với giờ chơi ở đây chút ấy. Chị ra quải chị nó mệt chứ ta. À, tới nơi chỗ dưới xe rồi. Xịt quá trời đông luôn, chúng đỡ lượng người đi, không tới đâu. Đây vô đây không ta? Này chắc không có vẻ đâu. Còn sao không nói anh thử có đi ở đây hay trước hay sao ta? Đó. Có đâu? Mà là lớn quá nó nghĩ là rừng của nó mà. Nghĩa là nó chụp tóc nó điêu cổ mình luôn á chứ. Cách 350 mét trẻ phải. Nó giữ cái nón của nó là nó khỉ đầy kia. Cầm điện thoại hay là nó giật nó chạy á. Nó giật nó nhảy từ ngọn cây đến ngọn tóc nó là sao không luôn. Người ta gọi nó nghe luôn rồi mình khổ á. Đó. Mình rồi. Sao khỉ nó làm như vậy hả ba? Khỉ con nè. Khỉ tùm lum. Mày cột lại cái tóc cho đàng hoàng rồi mình xuống. Do nó đẻ nhiều lắm anh. Đảo khỉ mà. Cả khỉ ở đây nhiều lắm. Lại là đúng khu của nó ở, nó cày cối á. Nó ăn cua nữa, ăn đồ. Ăn cái cây này nó có trái nó ăn á nha. Ừ, sát nó.
Khách hôm nay thứ bảy nên khách hàng khách cũng tới là nhiều. Nhà hàng Rừng Sát đó, vô trong này là chính nè, đi thẳng lúc trước cái trong sổng đó, nó có đường nó còn lại là gửi xe thôi. Cá sấu rồi cũng lắm mà cho trà nắng dữ ta, nắng lắm á. Lâm nãy có đem nón không Lâm? Không có đem đâu. Ồ nắng quá. À, mọi người vô đảo khỉ đặc thù mình phải rất cẩn thận nha. Tại vì khỉ đây nó còn dạng hơn con người nữa đó. Kinh doanh hơn. Đúng rồi, giờ riết là nghề của nó. Rẽ trái theo hướng dẫn. Khi nào mình quay phim riết này nó giật luôn cái điện thoại mình nó mượn. Mọi người ai mà đi ra đảo khỉ ở Cần Giờ thì nhớ chú ý. Tại vì không khi vô tham quan thì không cần đem những vật dụng gì, tại vì khỉ ở đây rất là hung hăng, nó giật bất cứ gì ta sơ hở thì nó đều giật lấy hết. Thì nó còn nó mất mát tài sản của ta. Ủa nên ai có ý định đi tham quan đảo khỉ thì ta cần lưu ý những gì mình bên mình chia sẻ. Thì khỉ ở đây họ nó rất là quen thuộc với con người, nó canh mình. Thì đặc thù nhất là em bé hãy cẩn thận, em bé mà cầm cái gì là nó lại nó giật liền. Nên là khi đi tham quan ở đây thì ta đi tới chơi coi thôi, còn mọi thứ ta để đồ trên xe, đừng có đem vô trong chỗ tham quan của nó. Thì số lượng khỉ ở đây nó lên rất là nhiều, mình không biết là chính xác là bao nhiêu con nhưng mình thấy nó quá nhiều luôn. Khách du lịch tới đây cũng rất là nhiều. Đảo khỉ ngồi ở đảo khỉ ở đây người ta cũng còn nuôi cá sấu, không biết mình qua mình coi miễn phí hay sao ta. Đi anh, đây mình đi qua mình coi chỗ mình nuôi cá sấu mình đây. Đó, dòng sông hôm nay sông nó cạn nên họ không được đi du thuyền nữa, không có đi thuyền. Rồi, tham quan trại cá sấu. Có khi nào con cá sấu nó ăn thịt con khỉ không ta? Dễ dãi nhiều nó lắm rồi. Đúng rồi. Khỉ nó lành quá mà. Cá sấu nó đi đâu hết trơn rồi. Khỉ chạy quá. Khu bảo tồn cá sấu, đây cá sấu hoang dã rồi. Nó dài có không? Ủa, không thấy con cá sấu đâu à? Không phải nó hoang dã đâu. Con bánh nó đưa cho nó. Không thấy còn cá sấu đâu á. Kìa. Đó. Cá sấu với khỉ ở chung. Đấy, chụp bạn làm đấy. Ừ. Mình nó gom sừng. Trời ơi. Đúng là thiệt, cuộc đời nó tự do quá anh ấy. Nó khỏe gì đâu ha. Đây kia nhiều, đây nhiều nè. Đây. Ăn nó nèm nó ngủ không đụng chạm nó coi như là khúc gỗ ha. Đồ mấy bữa xay đi mà giờ người ta bỏ luôn sao không không xay nữa ta? Hả? Bữa đi đi quần 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 bên kia tham quan rồi đúng không? Ừ. Giờ đó đây là cái xấu rồi. Đồ. Ồ. Nó quầy nước quầy đồ ở đây 2 4 6 8 con. Rải rác rồi đúng không? Trong đây được bao nhiêu con à, chú? Đi đâu mất mấy con rồi ha? Ý, cái con kia con gì? Cá con hay gì vậy? Cá hay gì nằm chỗ cái bóng mát nó quay quẩn vậy? Cái đây mình cho nó ăn cái gì chú?
cá mua cá đổ vô nó ăn hả? Được. Đây nướng này anh à, nó nằm đây. Đó. Đúng là rừng nguyên sinh thiệt. Đó. Đầy khỉ nè. Thủy ăn ớt đó. Thủy ăn ớt, nhăn nhăn như thủy ăn ớt. Đây một ký ớt. Một ký ớt rồi cho mày làm, cho mày giật. Nhăn như thủy ăn ớt. Đây thuộc ớt Cần Giờ. Đã Cần Giờ. Con ơi, gửi về cho bác Nguyễn coi. Biết con đi chơi. Đảo khỉ. Thành Lâm. Con chạy là con khỉ. Bài tỉ. Nó thấy nó biết chứ. Đây là một cái rừng nguyên sinh của quốc gia, của thế giới luôn. Đâu hết rồi? Nhà anh đi đâu hả ta?